Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng số 12 quy Lombard của khối lớp 9. Các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tập, máy tính vào túi. Bài thi đầu tiên, góc vàng trên mặt phẳng cho 2 điểm. Thì khoảng cách giữa nó là gì? Hai điểm này các em để ý là đều có tung lộn không, vậy nằm trên trục hoành ha. Một điểm nằm ngay -1, một điểm nằm ngay 4, vậy là khoảng cách là sẽ là 5. Các em vẽ hình ra các em sẽ thấy đi. Rồi. Giá trị lớn nhất của biểu thức trong căn sẽ là 9. Như vậy giá trị lớn nhất của hàm số này sẽ là căn 9 là bằng 3. Nghiệm của hệ phương trình này thì em dùng máy tính giải thôi, ai cũng biết cái chức năng này hết, thầy không phải nói nhiều. 3 âm 1 8 trừ 1 2, tất nhiên các em phải giải bằng tay được nha, cứ làm dùng máy tính mà tay giải không được thì toi luôn ha. X bằng 18/5, còn Y là 14/5. Rồi ta lấy hai cái kết quả này cộng lại nữa cơ, là 32/5. Rồi vẽ hình tốc hành. D là khoảng cách từ tâm đến đường tròn. À, cái này nó rơi vào lý thuyết luôn các em. Đường thẳng A và đường tròn tiếp xúc khi khoảng cách nó bằng bán kính. Cái này lý thuyết nguyên chất luôn mà. Gì đâu mà phải suy nghĩ đúng không? Giờ cái này nó rơi vào ta bình phương hai vế lên, ta bình phương hai vế lên thì các em sẽ có phương trình là x bình trừ 18 x cộng 6 bằng 0 ha. Rồi ta giải phương trình đó thôi. Nó ra hai nghiệm kìa. Một nghiệm bằng 9 cộng 5 căn 3, một nghiệm bằng 9 trừ 5 căn 3. Hai nghiệm. Tất cả các nghiệm của phương trình này. Rồi, phương trình này. Ta đưa vào dạng tổng bình phương này ra. Này dễ là đưa vào dạng chuyển đổi á. Tức là x trừ 1 cộng cho 2 lần căn của x trừ 2. Đó. Cộng cho 7 cộng x cộng cho 6 lần căn của x trừ 2 bằng 8. Rồi bây giờ đây ta trừ 1 và cộng 1 lại để cho nó về lại. Cộng 1 này các em đem ra cuối nè, em trong căn nhé. Còn trừ 1 với trừ 1 này các em nhập lại thành trừ 2. Bây giờ nó thành hàm thức nè. À, tương tự bên này. 7 thì chỗ này thầy ghi trừ 2 vô. Nó mất cân bằng phải không? Thì cộng 2 lại. Rồi 7 cộng 2 này là thành 9 nè. 2 này thì nhập vô 7 này là thành 9 nha. Rồi số 9 này thầy giao hoán thầy đem ra đằng đuôi. À, đem ra đằng đuôi. Thì chỗ này sẽ thành là cộng 9. Bây giờ nó thành hàm thức rồi nè các em. X trừ 2 cộng 6 là thầy ghi 2 nhân 3 nhân căn x trừ 2 là cái này thành hàm đẳng thức. Giờ ta sẽ có cái đề mới là gì? Ở trong là căn x trừ 2. Căn x trừ 2 được cộng cho 1 tất cả
bình phương. Đó. Rồi cộng cho căn của căn x trừ 2 cộng 3 tức cỡ bình. Cái này nó bằng 8 không? Và từ đây mình suy ra tiếp, cái này thành giá trị tuyệt đối nha, này sẽ thành giá trị tuyệt đối, giá trị tuyệt đối, rồi cái kia cũng thành giá trị tuyệt đối. Cái này là cộng 3 bằng 8. Rồi hai cái này là đều là số dương hết các em ạ. Căn thì không âm rồi. Nếu x lớn bằng 2 thì căn xác định thì cái này nó dương hết. Rồi mình phá tuyệt đối ra là bằng chính nó luôn. Không? Như vậy là phá tuyệt đối ra luôn. Không thay đổi gì hết, không có phải đổi dấu gì hết. Bên này cũng vậy. Cái cuối cùng nó bằng 8. Tới đây các em dễ dàng giải được phương trình này. Căn x trừ 2 cộng căn x trừ 2 là thành 2 lần căn x trừ 2 ha. Rồi 1 cộng 3 là 4, 8 trừ 4 là bằng 4. Vậy cuối cùng là 2 nhân này bằng 4. Vậy căn x trừ 2 sẽ bằng 2. Và như vậy bình phương hai vế lên, các em sẽ có x trừ 2 bằng 4. X trừ 2 bằng 4 thì x sẽ bằng 6 nha. Thì có một nghiệm mà x bằng 6 thôi. Là gì có nghiệm nào nữa? Nó đây. Lừa đảo ha. Rồi cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Đây là một bài hệ thức lượng đơn giản, đơn thuần. Em làm không được thì thầy không còn gì để nói nữa ha. Tự giải quyết thôi. AC bằng 24. CH vuông tại A có đường cao AH, CH thì bằng 14,4. Nhiệm vụ tính BC, ta dùng hệ thức lượng thôi. 24 bình thì bằng BC nhân cho 14,4. Vậy muốn tính BC các em lấy 24 bình, các em chia cho 14,4 là ra 40. Tiếp tục tìm x, biết rằng sin x sẽ bằng căn 3 bằng 2, vậy là 60 độ các em. Sin 30, 45, 60 lần lượt là bằng 1/2, căn 2 trên 2 và căn 3 trên 2 nhé. Cái đó học thuộc luôn. Còn không thì lấy máy tính ấn tích các nghiệm. Bài này ta dùng phương trình tích kìa. Bài này các em sẽ dùng phương trình tích để giải quyết. Các em rút căn x trừ 1 ra là nhân tử chung. Ở trong sẽ còn gì? Ở trong sẽ còn căn x trên 5. Tất nhiên là phải thỏa điều kiện xác định hết các nhé. Giả sử là các biểu thức đều xác định hết. Đó. Căn x trừ 1 rút ra thì ở trong sẽ còn là căn x trừ 5 cộng cho 3 chứ, đổi dấu ra. Cộng cho 3. Thì cái này không thể bằng 0 rồi. Này không thể bằng 0. Như vậy là x bằng 1 là một nghiệm. Nhưng mà giải như thế này là mình có một cái ẩu là mình tách cái căn ra nè. Liệu có tách căn ra được hay không, đúng không? Như vậy là có một nghiệm là bằng 1 chắc chắn rồi nè. Nhưng mà liệu còn nghiệm nào nữa hay không thì ta giải kiểu khác. Ta giữ nguyên cái x trừ 1 với x trừ 5, đừng có tách ra. Ta chuyển hết qua bên kia là 3 lần căn của 1 trừ cho 3 là căn 1 chữ x. Đó. Rồi bình hai vế lên. Bình hai vế lên thì thầy sẽ có là x trừ 1 nhân cho x trừ 5 này. Nó sẽ bằng 9 lần 1 chữ x. Vậy thôi. Rồi lại chuyển vế qua. Chuyển vế qua hình trừ. Đó, trừ nào sẽ bằng bằng 0. Rồi lại đổi x trừ 1 thành 1 chữ x. 1 chữ x thành x trừ 1. Thì chỗ này phải đổi dấu. Đó. Rồi lại rút ra làm nhân tử chung.
úp chứ một là làm nhân tử chung. Thì ở trong còn là x trừ 5 cộng 9 tức là x cộng 4 bằng 0. Như vậy là có một nghiệm bằng 1 và có khả năng là có một nghiệm bằng trừ 4 nữa. Giờ em lấy trừ 4 mình thế vô đây thì coi. Trừ 4 thế vô đây là thành trừ 5. Trừ 5 nhân trừ 9 là bằng bao nhiêu? Trừ 4 thế đây nha. Trừ 4 trừ 1 là trừ 5. Trừ 5 trừ 9 là 45. Vậy là cái này thành căn 45. Căn 45 trừ cho 3 lần căn của x 1 trừ 4 thế này là căn 5. Cũng đúng bằng 0 nha. Vậy có hai nghiệm, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng trừ 4. 1 nhân cho trừ 4 thì bằng trừ 4 ha. Tích các nghiệm bằng trừ 4. Rồi số nghiệm của hệ phương trình này thì bài này chúng ta giải cũng đơn giản thôi. Thì mình đặt, các em đặt cho thầy dùng phương thế cũng được, mà thôi đặt đi cho nó đỡ đau đầu ha. Đặt căn x trừ 4 bằng A ha. Từ đây suy ra gì? Suy ra x sẽ bằng A bình cộng 4. Tiếp theo các em đặt cho căn y trừ 1 bằng b, căn y trừ 1 bằng b thì suy ra y sẽ bằng b bình cộng 1. Y bằng b bình cộng 1. Vậy mình sẽ có hệ phương trình mới. Ta sẽ có một cái hệ phương trình mới. Đây. A cộng B. A cộng B sẽ bằng 4. Và dưới là x bình cộng x cộng y. X cộng y là bằng cái này. Đây ha. Cộng cho y là bằng 15. Rồi từ đây chúng ta suy ra một hệ đơn giản hơn, dùng phương pháp thế nha. B thì bằng 4 trừ A. B bằng 4 trừ A. Còn dưới là A bình cộng B bình sẽ bằng 10. 15 trừ 5 bằng 10. Vậy thôi. Rồi như vậy là chúng ta thế B bằng 4 trừ A xuống đây, ta sẽ có là A bình cộng cho B bình là 4 trừ A. 4 trừ A tất cả bình bằng 10. Rồi các em giải phương trình này để tìm A nha. Vậy là ta sẽ có 2 A bình nè, trừ 8 A nè, cộng 16 nè, bằng 10. Vậy là A bình trừ 4 A cộng 3 là bằng 0. Vậy là ta có A bằng 1. Các em sẽ tìm được A bằng 1 hoặc là A bằng 3. A bằng 1 hoặc là A bằng 3. A bằng 1 ha. A bằng 3. Rồi giải tiếp ra B. Dưới này giải ra B. A bằng 1 thì B sẽ bằng 3. Còn A bằng 3 thì B sẽ bằng 1. Cũng dễ hiểu thôi. Ở đây là A với B là đối xứng nhau. A B đối xứng nhau. Rồi giờ từ đó các em tìm x và y nhé. A bằng 1 thì tức là căn x trừ 4 sẽ bằng 1. B bằng 3 thì căn y trừ 1 sẽ bằng 3. Thì từ đây các em sẽ tìm ra được một cặp x y ha. X sẽ bằng 5 còn y sẽ bằng
10, 5 cộng 10 15, 1 cộng 3 4, đúng rồi. Như vậy là ta có một cặp XY ở đây được sinh ra nè. Một cặp XY ở đây được sinh ra nè. XY của chúng ta sẽ bằng 50. Một cặp rồi nha. Dưới này thì sao? A bằng 3 tức là căn x trừ 4 bằng 3. Còn B bằng 1 tức là căn y trừ 1 bằng 1. Từ đây các em sẽ ra x sẽ bằng 9 cộng 4 là 13. Còn y sẽ bằng 2. Như vậy là x y sẽ bằng 13 2. Thử lại coi. 13 cộng 2 dĩ nhiên 15 rồi. 13 trừ 4 bằng 9. Rồi, ok, hai nghiệm. Ta có hai nghiệm thôi nhé. Hệ phương trình này có hai nghiệm. Bài thi số 2. Cho tam giác ABC có góc A, góc B, góc C tỷ lệ như thế này. Như vậy là góc A 2 phần, B 3 phần, C 5 phần là 10 phần. 10 phần mà cộng 3 góc lại bằng 1.8, vậy mỗi phần là 18. Mỗi phần là 18. Trong đó góc A cộng góc B là 95 phần, thì nhân 5 lên, trời ơi. 18 nhân 5 phần là bằng 90 độ. Sẽ giống toán lớp 7. Cho hình vuông ABCD có 4 đỉnh nằm trên đường tròn. Hình vuông ABCD 4 đỉnh nằm trên đường tròn có bán kính là 3 căn 2. Như vậy là hai đường chéo của hình vuông là hai đường kính của đường tròn đó các em nha. Các em vẽ ra sẽ thấy liền. Đường tròn có bán kính là 3 căn 2. Là bán kính 3 căn 2. Vậy các em sẽ tính được cạnh của hình vuông bằng định lý Pythagore. Dùng định lý Pythagore các em tính cạnh của hình vuông. Cạnh hình vuông sẽ ra là 6. Như vậy diện tích sẽ bằng 36 các em nhé. 6 x 6 là 6 mà. Bài dưới này dùng máy tính giải hệ phương trình thôi. 17 13 502 3 trừ 27 và 1.000 bằng 15, x bằng 15, còn y bằng 19. 15 cộng 19 thì bằng 34. Rồi bài này thì ta giải bình thường, bình phương hai vế thôi. 4x trừ 1 sẽ bằng 3 chữ x, như là 5x sẽ bằng 4. 5x bằng 4 thì x sẽ bằng 0,8 thôi. Tiếp tục, tam giác có cạnh 5, 12, 13 thì tam giác vuông. Cạnh 13 là AC thì góc B là vuông. AB bằng 5, BC bằng 12, AC bằng 13, đây tam giác vuông ra. Muốn tính góc C thì em tính sin của góc C trước. Sin góc C là bằng 5 phần 13. Vậy ta ấn sin mũ trừ 1 của 5 phần 13 là nó ra cỡ 22 độ 37 phút. Mình làm tròn tới độ là bằng 23 độ. Gọi giao điểm A của đường thẳng này và phân giác của góc phần tư thứ hai và góc phần tư thứ năm có tọa độ là x0, y0. Này hơi lằng nhằng đó nha. Rồi, bây giờ góc phần tư thứ
góc phần từ thứ mấy? Các em nhìn này, góc phần tư thứ nhất là góc này nhé, góc XOY á, XOY là góc này, góc mà hoành độ và tung độ đều là những số dương, rồi qua theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nha. Đây là góc phần tư thứ nhất, đây là góc phần tư thứ hai, đây là góc phần tư thứ ba và đây là góc phần tư thứ tư. Phân giác của góc phần tư thứ hai chính là đường thẳng y bằng trừ x. Đây, đây là phân giác của góc phần tư thứ hai ha. Đường thẳng này là đường thẳng y bằng trừ x. Tự tự giải quyết nha. Nó là thằng y chữ x. Nhưng thằng y chữ x là thằng đó nhớ. Rồi phân giá của góc phần tư thứ tư là chính là thằng đó luôn nhớ. Rồi bây giờ giao điểm A của đường thẳng D, giờ thầy vẽ đường thẳng D x trừ 3 y cộng 8 bằng 0, tức là x trừ 3 y bằng bằng trừ 8, chuyển 8 qua ha. Đây là đường thẳng x trừ 3 y bằng 8 nè. Đó. Đây là đường thẳng D cắt nhau tại một điểm, điểm này, điểm này sẽ có tọa độ là trừ 22. Giao điểm A cùng thẳng đó cũng sẽ có tọa độ là trừ 22, rồi nhân lại thì nó sẽ bằng trừ 4 nha. Đó là dùng phương pháp vẽ hình nha. Còn dùng phương pháp phép tính thì các em lập phương trình đổi giao điểm, tính hoành trước rồi sau đó tính tung bằng cách lấy cái x tìm được thay vào một trong hai công thức là tìm y thôi. Tiếp tục bài này, tan x bằng 3/2 thì cái này bằng nhiêu? Có nhiều cách làm, máy tính cũng được mà làm bằng toán học cũng được. Có thể làm bằng toán học trước. Tan x bằng 2/3, tan x bằng 2/3 thì sẽ ra gì? Sin x trên cos x sẽ bằng 2/3. Từ đây sẽ ra sin x sẽ hóa thành 2/3 cos x. Sin x sẽ hóa thành 2/3 cos x. Như vậy chỗ này nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ biến thành cái tử sẽ biến thành sin bình x. Trừ do cos bình x. À xin lỗi, sin bình x. Sin x là bằng 2/3 cos x rồi. Như vậy sin bình x sẽ bằng 4/9 cos bình x. Đó là 4/9 chưa? 4/9 cos bình x rồi trừ cho cos bình x nữa. Vậy thôi. Còn ở dưới là thành gì? Ở dưới là thành 1 cộng cho 2 sin x cos x. Thì các em dễ thấy là 1 á, 1 á là sin bình x cộng cos bình x đúng không? Rồi cộng thêm 2 sin x cos x nữa thì nó sẽ bằng là sin x cộng cos x
tất cả bên phải. Làm toán nhiều thì em sẽ quen thôi. Đây, phá ra sin bình cộng cos bình là bằng 1, ở giữa là 2 sin cos ha. Rồi giờ nó sẽ bằng cái gì tiếp tục? Bây giờ 4 phần 9 mà trừ cho 1. 4 phần 9 trừ 1 là bằng trừ 5 phần 9 ha. Này sẽ bằng trừ 5 phần 9. Còn ở dưới sin x cộng cos x, sin x là bằng 2 phần 3 cos x, rồi cộng thêm cos x nữa, vậy là 2 phần 3 cộng 1, tức là bằng 5 phần 3 nhé. 5 phần 3 cos x cộng 1. Ngẫm nghĩ nha. Rồi còn bình nữa nha. Rồi ta rút cos bình với cos bình là hết. Vậy là còn lại là bằng trừ 5 phần 9 chia cho 25 phần 9. Thì bằng trừ 1 phần 5 nha. Trừ 1 phần 5 thì bằng trừ 0,2 nha. Trừ 0,2. Thực ra mình cũng có thể làm bằng máy tính bỏ túi rất nhanh nha, nhưng mà phương pháp này thì thầy không có khuyến khích đâu nha. Đó, ta tính gốc x, cho đó ta tính ráp gốc x vô đây, ta tính sin x bình trừ cho cos x bình ở dưới 1 cộng 2 lần sin x cos x, kết quả bằng âm 0,2 nha. Không nên lạm dụng phương pháp này. Chúng ta qua câu số 8. Hàm số đồng biến nếu như hệ số A là dương. Như vậy là 2102m trừ 6306 lớn hơn 0. Vậy m sẽ lớn hơn 6306 phần 2102 lớn hơn 3. Tứ giác ABCD không phải hình thang có 4 đỉnh nằm trên hình tròn. Không phải hình thang. Ta mô bán kính R CD, CD AB cắt CD, AB cắt CD tại M. Kết quả so sánh MA nhân MB bằng MC nhân MD. Cái này chính là phân tích rồi. Này thầy giảng kỹ ở bài góc nội tiếp rồi, chắc chắn bằng nhau luôn. So sánh A và B thì kinh tính ra thôi, tính tay cũng được, tính máy cũng được, tùy các em. 5 căn 6 trừ 1, dùng lực liên hợp cho nó nhanh. A là 7 trừ 2 căn 6, còn B là 7 trừ 3 căn 6, thì A sẽ lớn hơn. Một bên là 7 trừ 2 căn 6, còn một bên là 7 trừ 3 căn 6. Rồi, ta đọc bài. Sai một hai câu cũng chẳng sao kìa nha. Ý tưởng thì hướng dẫn hết rồi, thậm chí còn hướng dẫn nhiều cách nè. Bài thi số 3, đỉnh núi. Hệ số góc của đường thẳng thì các em phải đưa về dạng y bằng ax cộng b đã ha. Vậy y sẽ bằng gì? Rút ra nè.
Để nháp rút ra với thầy luôn. 2y sẽ bằng 5x cộng 2016. Vậy y sẽ bằng 5 phần 2x cộng 1008. Vậy hệ số góc là 5 phần 2. Còn giả sử tung độ góc người ta hỏi thì là 1008 thôi. Ở đây là sẽ là 5 phần 2, tức là 2,5 nha. Mà bằng bao nhiêu thì cái này là nghiệm. Nếu 1, 2 là nghiệm của phương trình này thì các anh thay x vô đây là thành 1, y thành 2. Vậy ta có phương trình là gì? M trừ 2 cộng 2y, xin lỗi, cộng 2m bằng 4. 2m cộng m là 3m, 3m bằng 6 thì m sẽ bằng 2. Rồi. Nhân hai căn này lại, nó sẽ ra là 9 trừ 8. 9 trừ 8 bằng 1, vậy x bằng 1. 1 cộng 3 là 4, vậy là bằng 2. Hệ số góc của đường thẳng đi qua góc tọa độ. Đường thẳng đi qua góc tọa độ là có dạng y bằng a nhân x nha. Đường thẳng, công thức nó sẽ là y bằng a nhân x. Là đi qua điểm A, 3 trừ 3, vậy x sẽ đổi thành 3. Còn y sẽ đổi thành trừ 3, vậy a sẽ bằng trừ 1 nha. Tiếp tục. Cho tam giác ABC vuông tại A. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tam giác ABC vuông tại A thì cạnh huyền của tam giác đó. Cạnh huyền của tam giác chính là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó luôn. Như vậy BC sẽ bằng 15. BC bằng 15 các em nhé. Cái đường cao AH thì bằng 14,4. Vậy giờ ta tính AB phần AC. Kết quả là phân số tối giản. Rồi bài này bắt đầu hơi khó khó một tí các em nhé. Bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 15. Như vậy đường kính sẽ bằng 30. Có nghĩa là BC bằng 30 đó các em. BC bằng 30. Còn AH thì bằng 14,4. Thầy có cảm giác bài này nó có hai kết quả các em ơi. Bài nó sẽ có hai kết quả. Đề không chặt rồi. Nghe các em. Góc này. Như vậy là đây là A này, đây là B này, đây là C này. Đây là C này. Còn đây là H.
vậy BC á, BC thì nó bằng 30 rồi. Không, bán kính đường tròn này là 15, BC bằng 30. AH là 14,4. Nhưng mà AH nằm bên này cũng được mà nằm bên này cũng được nè các em. Đúng không? Vậy nếu nằm bên này thì AB nhỏ hơn AC. Còn nằm bên này thì AB lại lớn hơn AC. Vậy nó phải có hai kết quả đó. Vậy là đề không chặt. Thôi ta cứ cứ theo lệ thường ta làm. Ta coi như A bên này đi. AB sẽ bé hơn AC theo thông thường đi ha. Thì lúc đó ta giải theo cái lý tưởng này đi. Rồi, các em gọi đây là x. Là x nè. Các em gọi đây là y. Là y ha. Thì các em sẽ có một một hệ phương trình. Là gì? Cộng y. X nhân y là bằng 14,4 nhân cho 30 thì nó sẽ bằng 432. Rồi các em sẽ có thêm là x bình phương cộng y bình phương là bằng 900. Rồi từ đây các em sẽ giải, các em suy ra là x nó sẽ bằng 24. Lúc đó y nó sẽ bằng 18 hoặc là 18. Y bằng 24. Đó, thầy nói hai kết quả là như vậy đó các em. Vậy giờ mình lấy kết quả nào đây? 24 phần 18 thì 4 phần 3. Giờ có hai kết quả là 4 phần 3 hoặc là 3 phần 4. Giờ cái đề nó không có nói là cạnh AB là bé hơn hay là dài hơn hết. Giờ tôi lấy đại đi kìa. 3 phần 4 nha. Đó, các em hiểu rồi đó. Giả sử ta cho thêm AB bé hơn AC thì khỏe rồi. Rồi, đúng. Hên. Nên gọi là hên rồi. Tiếp tục cho tam giác ABC vuông A
R là bán kính đường trong nội, còn R lớn là bán kính đường trong ngoài. R nhỏ là bằng 5, R lớn là bằng 37. Rồi bài này nó rơi vào cái bài định lý hai thứ tiếng cách nhau nhiều các em nhé. Đây thầy vẽ cái hình cho các em coi nè. Bây giờ ở đây tôi sẽ có là không có thời gian để giảng các em ạ. Thôi các em lấy nháp ra đi. Lấy nháp ra. Các em vẽ cái hình xong đi rồi thầy nói tiếp. Gọi tiếp điểm của đường tròn với AB là D, với AC là E, với BC là F. Thì các em sẽ theo định lý hai tiếp tuyến khác nhau á, BD nó sẽ bằng BF, rồi CF nó sẽ bằng CE. Tua lại nếu không nghe kịp nha. AD giờ gọi tâm đường tròn nội tiếp là I, tâm đường tròn ngoại tiếp là O. Thì cái hình ADIE là hình vuông các em nha. Bốn cạnh hình vuông nó đều bằng 5 mét, bằng bán kính của đường tròn tròn ngoại ha. Giờ BC á, BC là nó chính là đường kính của đường tròn, thì nó sẽ gấp đôi đường đường kính của đường tròn ngoại tiếp, gấp đôi 37. 37 nhân đôi sẽ bằng 74 đó. 74. Như vậy là BD cộng EC cũng bằng 74 em. Cũng bằng 74 hết. Vậy chu vi tam giác là mình có rồi ha. Chu vi tam giác là sẽ bằng 5 cộng 5 cộng 74 cộng 74 bằng bao nhiêu? Bằng 158. Rồi theo công thức S bằng P nhân R. S là P nhân R, tức là bằng nửa chu vi nhưng cho bán kính đường tròn nội. Thì các em lấy 75 5 cộng 5 cộng 74 cộng 74 là 158 rồi. Là chu vi ha. 158 chia 2 là ra nửa chu vi là 79. 79 nhân bán kính đường tròn nội. Đó. 79 nhân 5 là 395. 395 nè. Thầy sẽ có chuyên đề riêng về bài này ha. Các em nhớ theo dõi kênh, nhờ thời gian ít quá. Vừa giảng vừa giải không đủ thời gian. Tiếp tục. Tam giác ABC vuông tại A, bán kính đường tròn ngoại là bằng 15, bán kính tròn ngoại tiếp bằng 15. Như vậy cạnh BC là bằng 30. Tiếp tục lại cái bài này, đường cao AH lại là 14,4. Đó, bài này nãy làm đó là mình ra hai cạnh góc vuông là 28 và 14, nếu mình nhớ không lầm. Nắm bắt dễ là coi lại. 24 và 18 nữa. 24 và 18 vậy là cộng lại sẽ bằng 42. Cộng lại sẽ bằng 42 các em nhé. Rồi cuối bài toán này thầy sẽ giảng lại cuối cái đề này. Cuối bài thi này thì sẽ giảng lại hai bài kia. Các em yên tâm đi ha. Thầy cũng nhớ đề mà. Bài này có tính nhanh, bằng tay cũng được, bằng máy cũng được. À. Này sẽ bằng 1 trên sin bình nếu thầy nhớ không lầm. 1 trên cos bình hoặc là 1 trên sin bình gì đó.
kết quả bằng 9 nha. Số giá trị nguyên để cái này đạt nguyên. Bây giờ em tách tử ra cho thầy, tách theo giấy nháp này. Tử sẽ thành x bình cộng x rồi trừ cho 4x để bằng như cũ đó mà. Tử tôi đọc lại, x bình cộng x rồi trừ 4x rồi trừ 4 rồi cộng cho 5. Tất cả phần x cộng 1 rồi mình tách ra. Tách ra sẽ thành, oh xin lỗi nha, thầy đọc lại tử. Tử sẽ thành x bình cộng x rồi trừ 4x trừ 4 cộng 5. Còn mẫu lấy x cộng 1 rồi mình tách ra thành x trừ 4 cộng 5 phần x cộng 1. Rồi phân số 5 phần x cộng 1 phải là số nguyên. Như vậy x cộng 1 phải là ước của 5. Ước của 5 thì là 5 hoặc là trừ 5 hoặc là 1 hoặc là trừ 5. Như vậy mình sẽ có tới tất cả là 4 giá trị của x. 4 giá trị của x nguyên, làm cho A đạt nguyên. Tiếp tục, hệ có nghĩa x cộng y bằng 0. Giờ kem giải cái này như bình thường đi, kem giải như bình thường như này, chấp nhận m nằm trong kết quả nha. Phương trình thứ nhất đổi thành là 3, phương trình thứ nhất đổi thành là mx, m bình phương x trừ m y bằng 2m, nhưng khắp nơi cho m đó mà, ở dưới giữ nguyên 3x cộng m y thì bằng 6, rồi cộng cộng vế với vế ta có là 3 cộng m bình tất cả nhân cho x sẽ bằng 2m cộng 6. Vậy x sẽ bằng 2m cộng 6 tất cả trên m bình cộng cho 3. Còn y á, y thì bằng m nhân x cộng cho trừ cho 2. Vậy y sẽ bằng 2m cộng 6 trên m bình cộng 3 nhân cho m, rồi đem trừ cho 2. Hết thời gian rồi kìa. Thầy chụp hình bài này lại nha. Rồi hồi thầy sẽ giảng lại bài này. Bây giờ mình lựa bài khác để mình lấy điểm cho nó qua cho nó nhanh đi. Ồ nhưng mà nó sẽ trừ điểm mình nha. Đúng rồi. Vậy mình cứ tính luôn đi. Y sẽ bằng 2m bình cộng 6m trừ m bình trừ 2m bình trừ 6. Vậy là sẽ bằng 6m trừ 6 trên m bình cộng 3. Y là 6m trừ 6 trên m bình cộng 3. Rồi x cộng y là bằng 0. Vậy ta có 2m cộng 6 cộng 6m trừ 6 trên m bình cộng 3 là bằng 0. Vậy là 2m cộng 6m 8m bằng 0. Vậy m bằng 0 đó. M bằng 0 thì x sẽ bằng 6 thêm 3 bằng 2. Còn y sẽ bằng trừ 2. Như vậy là x bình cộng y bình là sẽ bằng 4 cộng 4 là 8. 8. Thầy giải trong thời gian quá nhanh. Có khả năng là sai sót ở đâu rồi đây. Thôi, ta nộp lỗi luôn. Sai thì chấp nhận rồi ha. Tại nãy giảng cái bài hình mất thời gian quá ha. Bằng 8. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thầy giảng lại cái bài vừa rồi cho các em nghe nè. Cái bài vừa rồi là cái đề nó như thế này. Đây. Kem giải hệ bình thường nha. Kem suy ra x sẽ bằng 2m cộng 6 tất cả trên m bình cộng 3
2m cộng 6 tất cả trên m bình cộng cho 3. Đó. Còn y thì các em sẽ giải ra là bằng sáu m trừ sáu, sáu m trừ sáu trên m bình cộng 3 vậy thôi, m x cộng y thì bằng không, thì mấy trò sẽ giải gì, số hai này cộng làm không, tức là 2m cộng 6 cộng 6m trừ 6 thì bằng 0. Từ đây mình cho suy ra m bằng 0 này. Và sau khi m bằng 0 thì các em thế ngược vô đây lại ha. X sẽ bằng 6 chia 3 là 2 nè, y sẽ bằng trừ 6 chia 3 là trừ 2 nè. Rồi 2 bình cộng trừ 2 tất cả bình thì bằng 8 gì nữa. Vậy nha. Rồi tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo.